chứ tưởng tượng ở dưới mình có trái banh nha, đâu chứ làm rất là đơn giản rồi. Rồi chú các bạn ăn ở dưới á. Đó. Đó. Cũng vậy, đóng xuống cũng vậy luôn, đóng xuống cũng vậy luôn. Rồi chú làm lại đi Trang vậy, chú làm lại đi Trang vậy. Dạ. Yeah. Ok. Rồi nó có vô comment luôn nha. Tôi thấy là nhiều người người ta chống mà là người ta chê đó, thì mình thấy điều đó như thế nào? Có tiền mua ra gì chống chê gì. Cái người mua để chạy đâu khe luôn. Chống chê gì. À. Dạ. Anh xui. Chứ Vlogs làm đẹp luôn. Làm tự hào là Việt Nam mình đã có xe VinFast, tự hào là Việt Nam mình có xe đã sản xuất tại Việt Nam mà qua tới Mỹ. Yeah. Mà rồi. Cộng đồng ở bên đây cả cái người Mỹ chấp nhận được là ok rồi. Rồi. Chú Tường ha, chú Tường. Em tính mua chiếc VinFast để chạy cái gì đó. Cái thu lộ á. Nhưng mà cái list của nó nói kỳ quá. Sao kỳ? Okay. Bây giờ nè. Tôi bấm bờ cái list của nó nhưng mà chiếc này ok, good. Cái material của nó so với lại thằng gọi là gì? Tesla hay là nó compare với lại cỡ Acura đâu đây kia. Acura. Cái Acura nó chưa đâu hai class lắm nhưng mà nó cũng chỉ giữa giữa. Nó hơn Toyota. À. Bên đó hồi nãy là cái list kỳ kỳ là như thế nào? Hiện giờ list nó mình down xuống 5,000 mà list là mấy trăm một tháng á. Nhưng thật sự nếu mà trừ tiền down ra cái list 5 năm đó chạy 10,000 mai á thì coi như mỗi tháng mình trả tới 700 rồi. Nếu mà cái down thì mình như thế này thì nếu mà mình muốn xe Tesla hay là xe khác đâu, khi mình đi á. Để xin phép Dũng lên xe chụp. Dạ 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 rồi mời chú nè. Ok. Dạ rồi, chú Minh lên. Hiện tại bây giờ mình biết không? Mình lên xe đi mình nói cho nghe cái này. Đây. Rồi chú đạp thắng cái chú bấm tên Dũng Mai giùm con cái này. Chú bấm chữ này nè để cái màn hình chữ Dũng Mai đấy đó thì nó sẽ lên nha. Ok thì cái xe này ở bên hiện tại bây giờ đó là lease của nó là $399 một tháng, nhưng mà cái nào phải mình 5,000 phải đưa xuống đúng rồi. Để thấy mình muốn xe nào mình lease á, cái nào lease nha, lease thì xe nào cũng phải đao hết nha. Rồi cái nữa đó nó không có nói rõ là cái lúc buyback later on buyback là nó trừ bao nhiêu phần trăm của xe. À cái khi đó là ly số 3 đó hả? Nó nói là ly số 3 thì đó. Sau 5 năm đó đó. Sau 5 năm. Dường như mấy anh kia nó là 75%, 60%. Cái đó là mình deal. Mình deal với họ. Tại xe lúc đó nó xuống giá rồi. Mà bây giờ nó có option như thế này, thay vì hồi trước kia đó là nó ly số là $399 cho 1 tháng. Là cái xe này là nó gọi là City Edition. Nhưng mà bây giờ nó có option thứ hai đó là nếu mình ly trong vòng 30 tháng đó nha thì cái năm đầu tiên mình chạy xe này là City Edition, nhưng mà năm thứ hai trở đi đó thì mình được đổi xe, đổi chiếc đó là model của nó là cũng là VF8 nhưng mà nó là tiêu chuẩn, phiên bản tiêu chuẩn của nó là full charge là 297 mai. Chiếc này thì có hai charge thì nó quan trọng, tại sau này mai mốt Tesla đó mà open cái mấy cái chạm sạc của nó thì xài cái material đó. Tesla lạng quạng vài năm nó hết bán xe luôn rồi. Tesla vài năm nữa nó build nó giống như là T-Mobile vậy á, nó build như T-Mobile đó. Cho free, xe cho free nhưng mà điện thế là ngoài xài của tao. Nhưng mà hiện tại bây giờ giống như vừa rồi mình đi Sacramento thì không vấn đề cả, trên freeway 5 á nó rất là nhiều, mà ngay cả nhất là local này rất là nhiều. Tại giờ xe điện vài năm nữa là giờ Toyota mấy cái hãng xe điện nó ra hết rồi. Nên nhớ nè, ví dụ như Tesla là cái trạm chạc của nó, cái đầu chạc của nó khác thôi. Cho em không có rành, em thì không có về xe, mà nếu mà nói về xe điện á có lời khen cho VinFast. Tại vì có rất, nhưng mà dân mà chơi rất biết là nhiều cái hãng xe điện phôi thai ra. Nhưng mà rớt, anh nhớ cái thằng Rivian, Rivian là ra rồi. Anh nhớ thằng Lucid không? Lucid mà tổng thống Trump ra đứng trong phanh mất tiền. Bán mình rồi. Banh xác rồi. Thằng đó thì xe nó rất là mắc tiền nha. Hồi trước kia một chiếc đó chứ. Nó là chiếc truck đầu tiên luôn. Yeah. Rồi cái dàn của thằng Lucid, rồi có thằng gì ta? Nicola. Nicola ra xe tải. Đó mới là scam á. Đó là nhiều dân chơi cắn lưỡi gì cái stock của nó lắm rồi. Ra chiếc xe nhưng mà ra chiếc xe là hai rồi đó. Yeah. Con đứng đây chụp nguyên chiếc này. Nè, đấy. Không chụp cho ba nè. Tới vì rất là tình cờ ngày hôm nay thì đi dự tiệc với Dung Tân Thích Minh Tánh á, thì bố con anh Vinh từ Sacramento xuống nha, cái này là dân Sacramento nha. Vừa rồi là mình đi lên Sacramento, lên đó cũng quen rất là nhiều người trên đó luôn, trên đó là anh Châu Võ này nọ, cũng đã trải nghiệm chiếc xe này rất là nhiều. Chiếc xe này là con đi lên trên Sacramento là đi địa hình nữa, con đã chạy địa hình rồi, trong cái channel con á là có đầy đủ ở trong đó đó. Dạ. Yeah. Đây đấy.
đẹp chứ mà cái form lại đi à. Đó thì như hồi nãy nói đó, nếu mà ai mà mướn bây giờ, lease bây giờ đó, thì cái option là mình chỉ chạy trong một năm đầu thôi là xe này, còn qua năm thứ hai nó đổi cho xe khác, là cái bức rent cái pin đó nó lâu hơn. Cái một sạc nhà đâu? Sao? Cái một sạc nhà đâu? Sạc nhà hay không hả? À, anh có sạc nhà. Anh có nhưng mà chạy cái nhà anh chặt chậm. Thành ra anh ra ngoài tại anh không có bill. Nó lại là nhà có sổ lại thì tao mua Tesla là tại vì tao để nhà chứ. Đúng rồi. Thì không ai lấy chạy vòng vòng xa đó. Không ai lấy xe điện. Đúng rồi, tại vì không, nhưng mà hôm trước mình thử nó là coi khả năng của nó như thế nào thôi. À, chứ còn phiên bản này nó gọi là City Edition, là nó chạy City, nó có 207 mã. Nó chạy vòng vòng xe điện mà đi mua 4x4 là tại tao lao vô rừng làm gì? À. Nó biết không biết. Nhưng mà mình thử cái khả năng của nó thôi, khả năng chịu đựng của nó như thế nào. Và nó như nói là cái đoạn đường từ đây Sacramento là 200. Nó nói là 400. Nó cho bum bờ mà lo gì đụng nó phải lo mà lo gì. Đúng rồi. Anh thua là có thằng lo giùm mình, ăn thua là có thằng chịu lo cho mình là ok rồi. Cái pin của nó nha. Đúng rồi, sao ok đâu. Cái pin của xe này đó là nó bảo hành là 10 năm 125.000 mai. Bum bờ to bum bờ. Đó. Thành ra là cứ an tâm để thấy là mọi nó nhập vô Mỹ là phải muốn nhập vô Mỹ được đâu phải là nó làm. Mà ví dụ như Vinh thấy là nhiều người ta chống mà là người ta chê nó, thì Vinh thấy điều đó như thế nào? Có tiền mua ra anh chống chê gì. Cái người mua để chạy đâu khe luôn. Chống chê gì. Dạ. Anh xui. GVR Plus làm đẹp luôn. Việt Nam tự hào là Việt Nam mình đã có xe VinFast. Tự hào là Việt Nam mình có xe đã sản xuất tại Việt Nam mà qua tới Mỹ. Yeah. Mà cộng đồng ở bên đây cả cái người Mỹ cũng chấp nhận được là ok rồi. Yeah. Đó là cái tự hào của người Việt Nam. Thì hôm trước lên trên Sacramento á thì có chú Quốc, chú cũng 79 tuổi á, vừa lên lái rồi lái tự lái này kia, chú thích lắm. Cái điều chiếc này đó nó bắt buộc là trong năm đầu tiên nếu mình mua tiền cash á thì mình mua được. Thế còn năm đầu tiên là chỉ lease thôi. Hiện tại nhà băng nó chỉ approve cái vấn đề lease. Còn nếu mà mua finance năm tới. Chiếc này là gọi là VF8 model City Edition phiên bản Plus. Đó là 56.000. Yeah. Nếu mà Eco á thì nó 49.000, nó rẻ hơn mấy ngàn. Dạ. Mà vấn đề là những cái option ở trong đó nó full option. Ví dụ như tự lái, những chức năng thông minh đó, nó có sẵn hết trơn rồi, nó build in sẵn hết trơn rồi. Yeah. Nè đây nó phát chạc nè. Cái lỗ gắm này nè là Universal. Ờ đúng rồi. Ờ Universal. Nó đi dây của Tesla luôn. Là đấy. Yeah. Ông bỏ xe xăng ông làm xe điện là đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ thì nào mà ai làm xe xăng nữa. À hả? Động cơ V12, V8 là bỏ hết rồi. Dạ. Yeah. À sắp tới đây nè là chiếc xe VF9. Thấy nhưng mà giờ vậy nè. Sao? Lỡ chạy dọc đường xe hư. Mới trên xì. À. Anh chạy vô mấy cái tiệm sửa xe, ông chịu sửa cho anh không? À, thứ nhất á là không chịu rồi đó. Thứ nhất nó như thế này là nó có một dịch vụ mobile service 24/24. À thì nếu mà có cái trường hợp khẩn cấp gì đó mình gọi. Cái thứ nữa là hiện tại bây giờ ở vùng này nó có 20 mấy cái store nó gọi là third party. Thì những cái store đó nó sửa xe và nó đã liên lạc, nó connect với VinFast. Cái là không phải là cái tiệm của VinFast only. Dạ. Em bữa em thấy cái này cái gì rồi, bữa chạy cũng thử chạy thử xong rồi good. À hả? Vậy là Vinh có chạy rồi hả? 56 sắp chứ này chạy ok rồi. 56 sắp vợ mua được gì đâu, mua xe điện cũng khó mua. Dạ. Mua được 3 thôi. Dạ. Thì đấy. Đôi nay không thấy, em thấy nhiều người bàn lắm rồi, mà lấy lần đầu tiên của anh chạy xe này thiệt. Nhiều người bàn lắm, mà dạ. Bàn lắm, nhưng mà có mình anh là thấy lắm. Thì mình lái cho tự lái luôn mà Vinh biết bữa đó mình cho lái tự lái 75 mai một giờ nha. Mình cho nó chạy liên tục 75 mai một giờ á. Dạ. Có điều là nó ôm cua gắt á, mình thấy coi sao nó cũng ok. Nó thấp mà. Cái sáng gầm nó thấp mà. Vinh có thấy cái đoạn mà mình anh Tuấn anh lái trên núi không? Chiếc này nè. Có coi clip đó chưa? Kinh lắm. Cái đường dưới núi á là nó dùng cho những cái xe Jeep á. Đúng rồi, nó là four-wheel drive. Mà chiếc này nó không cho lên núi luôn. Ngầu lắm. Dạ, trong channel TD Media đó thì cũng có để sẵn ở trong đó. Đó. Dạ. Vấn đề chạc pin. Nó
Chặt pin đó bây giờ ví dụ như mình ở lâu cầu rất là dễ, xung quanh đây có hết à. Đâu xe điện nó thiết kế ra đi lâu cầu. Dạ. Yeah. Xe điện chưa có đủ trình để đi xa đâu. Mình cũng hỏi update là the reason why nó cứ là nó chưa có hoàn thiện cái chuyện đó. À. Là sau này cái panel đó đó là điện mặt trời nó làm như dynamo vậy. À. Là recharge everything recharge. Dạ. Dạ, thì nhanh hơn. Đó thì từ đây lên sắc ra bên tô phải chạc 3 lần. 3 lần mới tới. Đúng rồi, từ đây lên sắc ra bên tô đổ xăng cũng 2 lần rồi. Đổ xăng cũng 2 lần. 428 mai á, từ đây lên tới tiệm của anh Châu Bỏ là 428 mai. Dạ, em chạc 3 lần. Thì mỗi lần chạc như vậy á, mình đừng có chạc tới 100%, 80 thôi, 80, 85 mình nghỉ. Tại vì từ 20 mà tới 80 á, nó mất thời gian khoảng 20 cho tới 25 phút. Mà nếu mà từ 80 mà tới lên 100% á, lâu lắm. Thành ra là mình để tiết kiệm thời gian đó, mình chạy tới 80 thôi. Là mỗi lần mình ghé vô như vậy phải tương đương từ 20 tới 25 phút. Đó, nó có mấy chức năng thông minh, ví dụ như mình không cần gọi là chìa khóa đó. Dạ, kit đó. Nè, bây giờ chú cầm chìa khóa ha. Chú cầm chìa khóa trong tay rồi, cứ tưởng tượng ở dưới này là trái banh đó. Chú cứ đá vô con gái thì nó sẽ bẻ xuống nha. Bây giờ nó làm lại nè, làm lại nè. Chứ tưởng tượng ở dưới mình có trái banh nha, đâu chứ làm rất là đơn giản rồi. Rồi chú các bạn ở dưới á. Đó. Đó. Cũng vậy, đóng xuống cũng vậy luôn, đóng xuống cũng vậy luôn. Rồi chú làm lại đi Trang vậy, chú làm lại đi Trang vậy. Dạ. Yeah. Ok. Rồi nó có vô comment luôn nha. Nói tiếng Việt chưa? Nó sẽ nói tiếng Việt. Không, nói tiếng Anh không à. Nói tiếng Anh. Việt Nam nói tiếng Việt á. À, dĩ nhiên Việt Nam nói tiếng Việt. Việt Nam nói tiếng Việt. À, dạ. Yeah. Yeah. Có cái ủa chiếc này chạy biển số dữ nha, manufacturer luôn. Dạ. Yeah. Cái này nó gọi là press car, là nó đưa cho những người làm để review á. Dạ. Yeah. À, nói vậy. Ủa bữa nào kiếm con Mac E á. Thì đét vào này là test tóc. Giống như là kiểu Mỹ anh đi test tóc rồi. Hết pin trước. Dạ. Hôm trước ở đây thì có anh Tuấn, anh Tuấn nhà bạn Thiên Môn đây là anh lái ghê lắm, rất là ngầu. Trong YouTube cháu có để sẵn ở trong đó hết trơn á, những cái lần mà đi trải nghiệm với anh Tuấn á, ở lên là xài maximum nó luôn á, chạy maximum đó luôn. Kinh lắm. Dạ. Cái rất là thích cái camera của nó, giống khi mà mình vô cái đường hẹp á, đặc biệt là đường núi á, thì cái camera mình nhìn thấy ở dưới hết. Thành ra là mình khỏi cần xuống xe, mình nhìn thấy hết trơn, lái rất là dễ. Dạ, cái camera của nó. Dạ. Thì nó camera phía trước, rồi phía sau dĩ nhiên rồi, rồi hai bên bánh xe trước. Dạ. Người thật thiệt thật. Dạ. Thành ra nhiều người nói đó, nhưng mà con là người trải nghiệm rồi, con chạy rồi. Và mỗi lần trải nghiệm như vậy mình chia sẻ lên trên mạng á, cho mọi người nhìn thấy, chứ thôi có người nói ô nó là hồi xưa kìa. Nó là cục thịt cao rồi nó. Sao? Sao bên gõ cứng bên. Biết cái này mà bữa gõ cho anh Dũng anh Lây đó. À. Material good mà, nó lấy form của nó có form BMW mà chiếc của Lux ok lắm á, chiếc Lux đảm ok lắm á. Dạ dạ. À. Đây. Ủa sao lại Michigan nhỉ? À, cái bản số này á là của hãng. Của hãng. Tại sao? Tại vì á như thế này, ví dụ như xe của VinFast á nó nhập qua rất là nhiều. Nhưng mà đây là những cái xe để thử của hãng nha. Mà cái Guta đó là ví dụ như bộ tiểu bang nó có số lượng khác nhau thì bên chỉ cần nó cho nhiều hơn. À. Dạ. Yeah. Ok. Rồi cảm ơn chú Vinh nha. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Dạ chú Vinh. Rồi.